Chào các bạn. Trước mặt các bạn là cái thành phẩm chả tôm hấp mà bà Sáu vừa làm xong. Bây giờ mời các bạn xem cái quy trình cũng như công thức làm món này như thế nào nha. Dear our friend, in front of you is the finished product of steamed shrimp roll Mr. Citrus made. Now we invite you what how to make this recipe. Chào các bạn, hôm nay mình vào bếp mình làm cái món chả tôm hấp. Mình cần những thứ sau đây: 2 ký tôm này, 2 muỗng canh tỏi phi nè, 2 ký trứng gà, 3 muỗng canh hành lá, 300g mộc, 3 muỗng canh bột khoai tây, 1 muỗng canh bột bột nêm nè, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng canh dầu hào. Bây giờ mình đập tôm nha các bạn. Tôm đây á thì mình đã rửa sạch, mình và mình lọc vỏ mà mình rửa sạch mình bỏ trong tủ lạnh, nó giữ cái đông lạnh cho nó tôm nó ngon nó tươi ấy các bạn. Bây giờ mình rửa rồi mình lâu rồi thì thay vì mình lâu hết rồi, bây giờ mình lấy ra cho các bạn này, mình làm gì có con tôm mà cho nó khô á, thì cái chả của mình nó dai à đó thì nó ngon à. Tại đó thì mình đã lâu sẵn hết rồi, bây giờ mình làm gì để cho các bạn thấy thôi chứ các bạn chắc cũng biết rồi đó. Đó vậy thì nó tôm đây nó khô mà nó lạnh nữa đó, thì bây giờ mình bỏ tôm vô, mình đập cho nó dập dập đây, rồi mình bỏ vô mình xay. Mình mở vô cái túi vậy nè, đó thì đây thì mình dùng cái này đó, thì mình cứ làm như vậy nè. Mình cũng chỉ sẵn vậy nè, rồi cái thành con tôm nó dễ đập, nó dễ mau hơn đó. Mình cứ đập dập dập vậy nè đó. Đây thì bây giờ đây mình sẽ bỏ ra ngoài đây đó. Mình mở ra đây rồi một xíu nữa mình sẽ trộn gia vị vô, mình bỏ vô máy xay. Bây giờ mình cứ tiếp tục vậy nè, là đập cái đây cuối cùng rồi, xong rồi đây. Giờ mình bỏ qua bên kia cái đây mình trộn gia vị rồi bắt đầu mình xay á các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình bỏ gia vị nè. Tỏi phi. Mọc vô, trộn cho nó đều á các bạn. Đây. Cho bột nha. Bột nêm. Đường, muối. Cho 2 cái đường trắng gà vô. Rồi, giờ mình trộn ra đây. Tiêu. Mình trộn ra đều rồi, giờ mình cho vào máy mình xay nè. Bây
giờ mình trộn cho nó đều rồi. Cho nó, mình cho vô máy mình xay mình trộn nè. Bạn thấy không, giờ dẻo không đó, thấy không, cái này chắc xay cũng hai lần ba lần, chia lần ba chứ cái máy này nhỏ. Rồi bây giờ mình xay này. Trộn cho nó đều chút xíu đây. Rồi mình xay chút xíu nữa, 1 phút nữa mình xong, mình sẽ múc ra. Đó, các bạn thấy không, chưa gì mình đã dẻo không? Đó. Rồi bây giờ cho cái tôm đó nó nhuyễn chút. Đây giờ đây, tiếp tục. Tiếp tục mình xay tiếp. Bây giờ mình cho hành lá vô rồi mình cho ra cái tô đây. Mình để trong cái tủ lạnh đó cho nó nghỉ 10 phút rồi bắt đầu mình hấp. Ok. Giờ mình cho ra đây, cho nó nghỉ đây 10 phút đi. Rồi tiếp tục là tiếp. Ok. Bây giờ mình xay xong mình cho ra cái ô đi, để trong tủ lạnh nó nghỉ 10 phút rồi các bạn. Bây giờ mình thoa cái khuôn rồi nè. Đó. Mình lấy ra đây, cái dầu hành đó, dầu tỏi đó mình thoa khuôn rồi. Thoa dầu xung quanh với trong đây á. Rồi bây giờ mình múc ra mình chia. Rồi bây giờ mình múc ra cho ra cái khuôn nè. Đây. Bây giờ mình cho ra khuôn nè.
Phải không? Dẻo các bạn. Rồi, bây giờ mình ếm xuống nè. Đây, đó, thấy chưa? Ếm xuống cái này mình bắt. Bây giờ mình cho vô khuôn rồi, chuẩn bị hấp nè. Bây giờ nước sôi rồi. Bây giờ mình cho vô hấp. Đây các bạn, thấy không? Bây giờ mình cho cái miếng này lên cho nó hút hồ ra, nó không có nước, nó không có vô trong cái chả. Đây. Rồi. Bây giờ ha, hút hấp ở đây xong các bạn 20 phút nữa là mình có chả hấp. Ok. Nãy giờ mình hấp 20 phút rồi các bạn. Giờ mình dỡ cái nắp ra mình coi thử chín chưa. Rồi mình sẽ cho cái trứng lên. Quét cái trứng lên mặt. Chín rồi các bạn. Chín rồi. Giờ mình cho cái trứng lên nè. Đó, thấy chưa? Hấp dẫn không? Mình cho cái trứng lên cái mình để khoảng 2 phút quá. Rồi mình đem ra chín rồi. Mình đem ra cái mình để cho nguội cái mình ăn chứ gì đâu, cắt ra mình thưởng thức. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Rồi. Cái đây là mình còn cái sâu nữa. Thấy chưa các bạn, để vào đây. Thấy không? Rồi xong đó, hấp dẫn không? Bây giờ mình để 2 phút nữa là mình cho nó xong cái bánh đây. Đậy lên cho nó không cần đấy. Bây giờ mình cái chai về đây đó, thấy chưa? 2 phút nữa là mình có trứng mâm để vong. Thấy các bạn, các bạn hôm nay mình làm cái chả tôm hấp xong rồi. Bây giờ mình mời các bạn ha. Đây nè, cái chả nào mà các bạn thấy không, dai ngon không? Dai lắm mà mình chịu khó mình là mình xây đó cho nhuyễn này thì mình giữ cái tôm nó tư á thì nó càng dai càng ngon á các bạn, dai mà giòn giòn ngon lắm. Thì cái đây chả này các bạn ăn, mình ăn với bánh hỏi nè, rồi mình nấu bún đó mình cũng cắt vô mình ăn được, và mình cuốn mình ăn được đó. Thì hôm nay mình làm xong rồi cái món chả xong rồi, bây giờ mình ăn thử nha các bạn đó. Giòn ngon lắm các bạn ơi. Ăn thua mình xây kỹ là mình làm với lại mình để cho cái tôm nó tư làm cái chả nó mình nó ngon à. Tôi thấy là trong thời gian qua bà Sáu vẫn làm nhiều cái thứ chả đó. Nhưng mà tôi thấy ngày hôm nay tôi thấy là tại vì lúc mà cắt ra thế nào có cái rẻo rẻo thì cũng thử trước. Tôi thấy cái món này dai ngon nhất từ trước tới giờ đó. Cái món tôm này nó không có mắc tiền bằng cái cá hồi đâu, nhưng mà tôi thấy nó dai giòn giòn ngon lắm đó. Thì cái bà Sáu bà làm từ đầu tới cuối như thế nào thấy các bạn thấy dễ quá chứ đâu có khó khăn gì đâu, chịu khó làm
xay cho nhuyễn rồi gia vị đầy đủ vậy nó dai nó ngon thôi. À, bà Sáu nói thì, tiếp đi. Thì bây giờ mình ăn chả xong rồi, ăn giòn thì ăn chả đây mình uống nước, các bạn uống nước, uống nước trái cây. Thì cái đây uống nước trái cây ha, muốn uống cái gì cũng được, cái đây nhậu cũng được, mà đây là ăn bánh hỏi bánh đòn ngon lắm á các bạn ơi. Bánh hỏi bún giờ cũng cắt bãi cho ăn ngon ha, mình cuốn mình chấm nước ấy ăn cũng ngon lắm các bạn. Thì bây giờ mình đã làm xong cái món chả rồi á, thì hôm nay nha mình cũng chúc các bạn á, cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, các bạn nhớ ủng hộ cái kênh của mình á, mình cũng cảm ơn nhiều. Thì mình hẹn lại các bạn cái kỳ tới nha. Ok, bye. Thank you for watching.